Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đuốn xem Tử Vi 12 Côn Giáp, Chủ Nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Nhâm Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hát Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trận, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh trường lưu thủy ngày nhâm thìn tức chi khắc can nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng vài nạp âm trường lưu thủy kỵ tuổi bính tuất giáp tuất ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày thìn, lục hợp với dậu, tam hợp với tý và thân thành thủy cục, xung với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá sửu và tuyệt tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tý, nhâm tý, canh dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao yếu in, hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao đại hồng sa, tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu sáu mọi việc sao tứ thời cô quả kỵ về cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính tây sau đây mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi Tý bước sang ngày chủ nhật này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu bạn làm việc một ngày thuận lợi nhờ có tam hợp cục giúp sức chỉ cần bạn quyết tâm và giữ vững tinh thần lạc quan bạn không sợ khó khăn bày ra trước mắt thì ắt sẽ đạt được mọi mục tiêu và kế hoạch mà mình đã đặt ra. Và trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh, đầu tư, buôn bán thì có thể đưa ra được những quyết định khá chính xác. Hơn thế, bản mệnh còn có được cơ hội tiếp xúc và tạo quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy nữa Cái điều này sẽ giúp ích cho tương lai của bạn lắm nhé? Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, cái điều này làm cho bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình. Nếu dựa đôi bên xảy ra sự xích mích thì hai vợ chồng nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cứng đầu chờ người kia xuống nước trước vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy dự vững quyết tâm và tinh thần lạc quan tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không nên cố tình lờ đi những xích mích về tình cảm. Và đánh giá của bạn tử tí trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 18, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất Sửu mùi cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu dễ gặp phải những điều không được như ý muốn trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu nhiều chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc có thể khiến cho bạn cảm thấy chán nản và thất vọng nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình, bởi rất có thể họ chính là kẻ ném đá giấu tay, phá công việc của bạn, khiến cho công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu cần phải chú ý các đối tượng tiếp cận gần mình. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn dù là người thông minh nhưng lại quá cứng nhắc, thích làm một mình một ý, không muốn hợp tác với người khác và với bạn tuổi Sửu nên học cách làm việc chung, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể như vậy. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc gặp phải nhiều trở ngại bất ngờ, tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên quá buồn bã chán nản tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh phá hoại tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cố gắng vượt qua trở ngại thách thức tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc hợp tác với mọi người không nên tự tách mình ra khỏi tập thể và đánh giá của bà tử sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 29, số 56, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi dần vốn là người nhanh nhẹn, năng động và sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thách. Song bạn không nên vì thế mà thành ra nóng vội, dễ bị kích động khi nghe những lời kích bác của người khác khiến cho bản thân của bạn đưa ra những quyết định sai lầm nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi dần, bạn cũng dễ vướng phải những chuyện tranh đấu giữa bạn bè, đồng nghiệp và sự cạnh tranh lành mạnh có thể là giúp cho bạn tiến bộ hơn. Nhưng nếu như là sự cạnh tranh không lành mạnh với mục đích xấu thì bạn nên chủ động tránh xa ra bạn tuổi dần nhé. Và ngày này với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn tử dần sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái của mình và bạn không nên nóng nảy khi con cái của thái độ chống đối cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn nữa. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, nhanh nhẹn, năng động, sẵn sàng đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, không nên nóng vội khi nghe người khác kích bác. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, dễ vướng phải sự cạnh tranh, tranh chấp. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, dễ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác vì tính cách bốc đồng. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên lắng nghe và thấu hiểu cho con cái hơn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 8, số 27, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày chủ nhật này, thầy Tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mão nhờ có tam hỏi giúp sức, cho nên với những kế hoạch được thực hiện từ trước đó của bạn đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng và vì lý do này mà bạn mệnh tuổi Mão trở nên tự tin và quyết đoán hơn. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp được vận quý nhân xuất hiện có thể sẽ giúp cho bạn chỉ ra đường hướng khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như là đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Và sau khi bạn vượt qua được những khó khăn, bạn sẽ thấy được con đường sự nghiệp của mình càng trở nên rộng mở hơn. Và trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi Mão cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Trong gia đình, vợ chồng cần có sự thống nhất ý kiến với nhau, chứ không nên mọi người một ý ai làm việc nấy như vậy. Đôi bên đều cần phải chịu khó thay đổi để dung hòa với nửa kia nữa vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tự tin hơn vào khả năng của mình tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có được cơ hội gặp gỡ quý nhân tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ kế hoạch để ra phát triển thuận lợi tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tìm ra định hướng cho tương lai tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim vợ chồng không nên cãi cọ chiến tranh lạnh với nhau và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 30 số 40 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh da trời màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi thìn tuổi tốt tử vi tuổi thìn chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi thìn bước sang ngày chủ nhật này xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình cái điều này khiến cho bạn tuổi thìn trở nên cực kỳ là cứng đầu và cố chấp bạn tuổi thìn chẳng những không muốn ai can thiệp vào công việc của mình đang làm cũng như không muốn hợp tác với người khác và bạn đang tự tách mình ra khỏi tập thể, khỏi đám đông nữa đó. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang rất độc đoán và sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược chiều với mình. Cho nên, dù bạn có đạt được thành tích cao đi chăng nữa, người khác cũng không thấy muốn chủ động tiếp xúc với bạn. Và với bạn tuổi thìn, đừng có vô tình khiến cho môi trường làm việc trở nên căng thẳng không cần thiết như vậy. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khang khang với ý kiến của riêng mình, không chịu loạt tai lời khuyên can của bất cứ ai và bạn đừng cho rằng mình luôn đúng còn người khác luôn sai như vậy vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có sự cứng đầu cố chấp trong công việc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ xu hướng tự cô lập bản thân tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều mình tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hãy lắng nghe lời khuyên của người khác về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 40, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, thầy Tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ là người rất thông minh và linh hoạt, bạn có thể đưa ra được nhiều cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau và điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt với bạn bè, đồng nghiệp và cả cấp trên nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi tỵ bạn cần phải học cách hợp tác với mọi người và đôi khi bạn cho rằng làm việc với người khác khiến cho bạn không thể nào phát huy được hết khả năng của mình. Nhưng thực ra, có nhiều lúc nhờ tập thể bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bản mệnh tuổi tỵ đang có được ngôi nhà khá chi là yên bình và gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Chỉ cần về đến nhà sau khi trông thấy con cái là bạn tuổi tỵ sẽ cảm thấy thoải mái và tự nhiên ngay trở lại. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, bạn là người thông minh, linh hoạt, có cách xử lý vấn đề độc đáo ấn tượng tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ hợp tác với mọi người không nên tự tách mình ra tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc gây được ấn tượng với mọi người xung quanh tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim luôn yêu thương và trân trọng trong gia đình tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đừng để cho người khác cố cớ chê cười mình và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 5, số 17, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi ngọ bước sang ngày Chủ nhật này, thầy Tử Phi chỉ ra rằng bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao rất tốt đẹp nhờ có tính cách cởi mở, phóng khoáng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Và bạn tuổi ngọ, bạn có quyền tin rằng nếu như mình gặp khó khăn thì chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác nữa. Và ngày này với bạn tuổi ngọ, trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm tới nửa kia, do đó đôi bên không bao giờ cãi vã nặng lời với nhau, và dù đôi bên có ý kiến trái ngược chiều đi chăng nữa, và cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, thì hai bạn có thể sẽ cùng nhau vượt được qua mọi sóng gió của cuộc đời. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2021, theo âm lịch là ngày mùng 4 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này lại là ngày không được tốt để cho bạn thực hiện đa số mọi việc trừ chôn lấp hố rảnh, đắp đê. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ, nếu có kế hoạch quan trọng muốn thực hiện trong ngày hôm nay thì bạn cần phải nên xem xét lại để đợi tới một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn cho mình về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nhận được sự giúp đỡ của nhiều người tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa luôn quan tâm tới suy nghĩ cảm nhận của nửa kia tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ vợ chồng đồng lòng vượt qua sóng gió tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên thực hiện những công việc quan trọng và đánh giá của bạn Tứ Ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 27 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát Tường màu tím màu hồng quý nhân phù trợ tuổi Dần tuổi Mùi tuổi Tuất tử vi tuổi mùi chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi mùi bước sang ngày chủ nhật này xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này đem lại nhiều ảnh hưởng xấu trong vận trình của bạn ngày hôm nay có thể với bạn tuổi mùi sẽ vướng phải chuyện tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè đồng nghiệp anh em Tuy nhiên, thông qua việc này thì bạn sẽ nhìn rõ được bản chất của mọi người hơn. Và ngày hôm nay với bạn tuổi mùi, bạn không nên đưa ra những phán đoán, vọ đoán hoặc là dễ dàng tin theo lời một phía từ bất cứ ai. Nếu như có vấn đề gì xảy ra, bạn cần phải biết cách quan sát đa chiều để không rơi vào cạm bẫy của những người muốn lợi dụng mình. Và ngày này với bạn tuổi mùi, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Như vậy bạn sẽ gặp được nhiều may mắn hơn trong công việc. Nếu như việc ký kết hợp đồng làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn trong tương lai nữa. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vướng phải chuyện tranh quyền đoạt lợi với bạn bè, đồng nghiệp từ vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, không nên vội vàng nghe theo lời kể từ một phía của bất cứ ai. Từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, không nên hành động nóng vội, kết luận vội đoán. Từ vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, sẵn sàng, tinh thần để đối diện với những điều không mong muốn. Từ vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, nhìn rõ hơn bản chất của mọi người, sự vật, sự việc vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 33, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. Tử Vi Tuổi Thân, Chủ Nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi thân bước sang ngày Chủ Nhật này, xem tử vi cho thấy bà tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tĩ thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn làm việc vô cùng là hiệu quả. Nhờ thế mà bản mệnh tuổi thân không còn là con giáp tiểu tít nữa mà bạn đang cảm thấy hào hứng hơn hạn so với những ngày thường. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận ra điểm mạnh của mình và có cách phát huy nó hợp lý hơn. Và trong ngày này với bạn tuổi thân, nếu như ai cần tham gia thi cử thì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn trong thời điểm này. Và bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi chỉ cần bạn ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ được bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Và qua đây có thể thấy với bạn tuổi thân không hề thua kiếm bất cứ ai cả. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang vô cùng hòa hợp. Với bạn tuổi thân, bạn thường xuyên chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc là chồng của mình và từ đó đôi bên sẽ tìm ra được cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất nữa và tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, hào hứng mọi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, tin tưởng vào năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 42, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu, chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi giàu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bà tuổi giàu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành nhị hợp. Cái điều này làm cho bà tuổi giàu thường hay do dự, thiếu đi sự quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những định hướng cho tương lai. Và nếu như bạn tuổi dậu đang quản, băn khoăn, lo lắng thì bạn có thể tâm sự để xin ý, ý kiến, xin lời khuyên của những người đi trước đáng tin tưởng nhé. Trong mối quan hệ xã hội của bạn tuổi dậu ngày hôm nay, bạn có cách đối nhân sự thế hợp lý. Nhờ vậy mà, bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, đặc biệt là bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời tránh xa những kẻ có ý đồ xấu nữa. Và với bạn tuổi dậu trong ngày này, bạn cũng đang gặp được ngày của thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ gia đình của bạn trong ngày hôm nay rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Nửa kia là động lực để cho bạn, giúp cho bạn không ngừng tiến lên cho dù trước mắt bạn phải đối diện với bao nhiêu khó khăn, thách thức đi chăng nữa. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa hai trần trừ, do dự, thiếu đi sự quyết đoán, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh Thổ, hãy thử tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, không ngừng cố gắng tiến lên phía trước. Và đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 45 số 69 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu bạch kim màu xám quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Tỵ từ vi tuổi Tuất chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất xỉu mùi. cái điều này khiến cho bạn tuổi tuất phải gặp nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay. và ngày này với bạn tuổi tuất đó, nếu như bạn là người mắc phải khuyết điểm, thì bạn hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đùn đẩy thậm chí là đổ tội cho người khác nữa trên phương diện tài lộc của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này để tránh rơi vào tình trạng bị thất thoát đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán thì tránh ký hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay cho dù bạn có sốt sáng đến đâu đi chăng nữa cũng cần phải bình tĩnh để chờ đợi thời cơ khác thích hợp cho mình và ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi tuất cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe cũng như là chế độ ăn uống của bản thân. Tránh tham công tích việc, làm việc quá sức. Bạn cần phải nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các bệnh như là về xương khớp, dạ dày hay là bệnh về thần kinh suy nhược. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa công việc vướng phải nhiều rắc rối từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi mậu tốt thuộc mệnh mộc tránh ký kết những hợp đồng quan trọng. Tử vi tuổi canh tốt thuộc mệnh kim chờ đợi thời cơ khác sẽ thích hợp cho mình. Tử vi tuổi nhâm tốt thuộc mệnh thủy chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 14, số 53, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi hỏi bước sang ngày Chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi hỏi đang gặp ngày có thổ khác với thủy. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân thì cần phải đề phòng những người tiếp cận với mình đang có ý đồ không lành mạnh. Dù với bạn, đang được nhiều đối tượng khác giới săn đón nhưng bạn không nên lấy đó làm mừng mà phải biết giữ khoảng cách thích hợp với họ. Và trong ngày này, đối với những bạn đã có gia đình rồi thì cần quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm xúc riêng của mình. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa, không nên ích kỷ chỉ biết cho bản thân mình như vậy. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho thấy trên phương diện tài lộc của bạn trong ngày hôm nay rất tốt với bạn tuổi hợi có thể phát tài một cách nhanh chóng thậm chí dù chỉ dựa vào vận may của mình tuy nhiên á bạn tuổi hợi cũng nên lấy đây là niềm vui bất ngờ không nên nghĩ tới việc sống dựa vào đó nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đề phòng những đối tượng tiếp cận với mình đang có ý đồ xấu tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, quan tâm nhiều hơn tới nửa kia, tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, có cơ hội phát tài nhanh chóng dựa vào vận may, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, tự thân vận động, không nên nghĩ tới việc à, ăn may. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 22, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สินเจ้าเงินมาไล